Phần Ưu được tin buồn của ông Nguyễn Văn Thuận, pháp danh Nguyên An, cựu sinh viên sĩ quan trường Võ Bị Quốc gia Đà Lạt, nguyên trung tá quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tạ thế ngày 17 tháng 10 năm 2019, hưởng thọ 82 tuổi. Xin thành kính phân ưu với bà quả phụ Trần Thị Tuyết Ngọc cùng tam quyến. Cầu nguyện hương linh của ông Nguyễn Văn Thuận, pháp danh Nguyên An, sớm siêu thoát cõi vĩnh hằng. Đại gia đình truyền hình Việt Nam dùng qua thịnh đốn, đồng kính bái.